Xin chào cả nhà. Sáng nay chủ nhật nha, sáng chủ nhật lên chuẩn bị ăn làm xôi bắp ăn bà con. Ở đây là gạo nếp rồi Lan ngâm, Lan để màu lá dứa vô. Ở đây có bốn trái bắp, chút xíu nữa làm xác nó ra nha. Còn cái này đậu xanh rồi Lan để đông đá nè bà con. Đậu xanh nấu xong để đông đá với nửa lon nước dừa. Mời bà con vào bếp với Lan ăn món xôi nha. Bây giờ bệnh nhiều quá bà con ơi. Ngày hôm qua thứ bảy tới 51.000 người bệnh, cho nên ở nhà tự ăn đi nha. Bây giờ làm xác bắp nha bà con. Ủa, sao nó mỏng không? Chắc là nghĩ là xác nó đi chứ cái này mỏng quá bà con ơi, không được rồi. Đi nha, cái đó mỏng quá, cái dao hay lưỡi nó mỏng quá. Như vậy thì nó hơi đỡ nè, còn cái nãy mỏng quá bà con. Coi chừng nó tới cái cùi nha. Vừa thôi chứ đừng có cái cùi. Bây giờ xong rồi nha bà con. Làm đi lấy cái đi hấp đó, rửa tay rồi dọn dẹp cái này đi ha. Rồi bây giờ Lan để cái khăn này vô nha. Đặc biệt cái khăn này Lan để dầm lên sôi thôi à bà con, chứ không có làm gì hết á. Bữa hổm sôi nếp than thì nó bị đen đen gì nè đó. Mình sôi xong rồi Lan đem đi giặt nó. Đây rồi, bây giờ Lan để bắp một bên nha. Lan kiều kiều cho nó có cái lỗ bà con, hơi nó lên chứ không có gì hết. Rồi đậu nếp làm để bên đây, đập nhẹ nhẹ cho nó xuống nếp bà con. Đây cũng làm lên cái lỗ đi nha, cho nó cái lỗ màu chính. Nếu mình trộn chung lại thì đang sợ nó lộn xộn màu bà con. Rồi bây giờ Lan đậy lại nha. Cái này Lan nghĩ chắc cỡ nửa tiếng đó bà con. Rồi thôi giờ Lan cúp máy nha. Ê trời ơi sao đẹp trai dữ vậy trời. Ôi sáp con ngồi con bắt công biết chờ lên con làm việc các bạn nội. Con tiếp ba con làm việc văn phòng á, không biết có ai kiếm việc gì để con kiếm cho nha. Còn ở đây là của cháu nội mình. Trời thằng Mai Cổ nó làm cho con nó đẹp không. Bánh hình trái tim cho cô gà. Cô gà nó nói cái gì với ba con mày ơi, nói gì? Nói gì Mai Cổ? Thank you hả gì? Thank you Danny, chỗ con thằng kia chạy đọt 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 kìa. Ê đó, trời, coi theo trong này người ta vẽ đó hả? Ồ, giỏi dữ gì đó hả? Giỏi quá đi. Ôi, sáng giỏi quá. Cái là nước cốt dừa mà con anh để ra đó nha. Anh để chút xíu muối vô. Một muỗng đường, anh để đường vô chút xíu nha. Một muỗng đường. Rồi, đang quậy nó lên cho đều. Rồi Lan rưới lên trên sôi nha bà con. Rồi Lan dở nắp ra nha, nãy giờ hơn nửa tiếng đó bà con. Wow, sôi ngon quá. Chín rồi, không biết bắp nó chín hay không. Ô bắp cũng chín luôn rồi bà con ơi. Sôi cũng chín luôn rồi. Rồi bây giờ Lan để rưới nước dừa vô the cho nó béo nha. Lên chút xíu. Bây giờ mình có thể trộn chung được các bà con, tại hồi nãy Lan sợ nó hai cái màu nó nhập chung lại đó. Đó bây giờ Lan trộn chung lại nha. Rồi Lan chế nước dừa vô thêm. Lan trộn vô một miếng đậu xanh cho nó ngon luôn nha bà con. Lan trộn vô một miếng đậu xanh. Cái này để lại cái miếng trộn. Lan
trộn vô miếng đậu xanh trong này luôn. Bạn chế nước dừa vô thêm. Mày béo lắm. Bạn thứ nước dừa lên đậu xanh này nè. Làm để vô miếng đường ăn trộn cho nó đều vừa ăn luôn bà con ơi, khỏi mất công để đường ở ngoài. Chút có ăn mình để đậu phộng. Rồi bây giờ làm đẩy lại chừng 5 phút nữa được rồi nha bà con. Đẩy lại vài phút thôi chứ không có lâu. Rồi cái xôi bây giờ wow, ngon quá, xong rồi nha. Giờ làm tắt máy nha, chuẩn bị ăn thôi. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng Chủ nhật Lan mời cả nhà ăn xôi với Lan. Xôi bắp, Lan nấu xôi nếp nóng chung với bắp, lá dứa. Còn bên đây thì cháo lòng Lan mua ở dưới Cô Nga, ở dưới chợ Phước Sài. Ngày qua thứ bảy Lan đi chợ á, Lan mua nên sáng nay Chủ nhật ăn. Giờ này thật ra cũng 11 giờ trưa rồi bà con. Mời bà con ăn cháo lòng với hai chồng Lan nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà ăn cháo lòng. Sáng ăn cháo lòng. Mời thì vậy là cái mời cả nhà ăn cháo lòng. Mời cả nhà ăn cháo lòng. Đóng phim hình như 2 năm rồi còn dở gì đó bà con ơi. Không có quen đóng phim. 2 năm trời rồi mà cứ kêu đóng phim mà ngồi dòm chữ thiên gì rồi. Mời cả nhà, mời ai vậy ông ha? Phải nhìn vô cái máy người ta mới nói chuyện. Mời đơn sơ. Rồi ăn cháo lòng bà con ơi. Khỏi mất công nấu mua gì của Cô Nga, hình như có 10, 11, 12 đồng mấy ông. Hình như Lan cũng không nhớ giá bà con. Nói chung hai chồng mua một tô vậy anh thấy mồ rồi, khỏi mất công nấu. Đói bụng nha. Đói bụng nha, để một miếng nước mắm ớt vô. Ngon. Đây có muỗng nè. Không ăn đũa. Cháo ngon ăn đũa. Mời cả nhà. Bữa nay hai chồng Lan ăn đúng không? Sao hè nha bà con. Rồi sao ăn? Ngoài ban công. Hình như 13 đồng hơn gì nè. Cái loại này Lan mua loại đặc biệt bự nè. Cô Nga làm cái loại lớn cho Lan nè. 13, 14 đồng à. Nếu hai người ăn á, mình mua cái đặc biệt á, Cô Nga bán nhiều lắm. Đầy nhóc một tô bự lắm. Nó hình như mua mua cái tô đặc biệt á, để thêm đồ ăn nhiều, thêm đồng 2 đồng mà. Nó 2-3 đồng thôi mà nhiều lắm bà con. Một tô đặc biệt là hai chồng ăn không no luôn đó. Nói chung bệnh quá. Bữa nay Chủ nhật là như 46 ngày người hay gì đó. Bữa Tết á, trước Tết làm dám đi ăn vòng vòng phải không? Từ khi bữa Tết qua Tết tới giờ là 2 Tết tới giờ là bắt đầu sợ rồi đó. Tại người ta đi đông quá bà con ơi. Bệnh lên quá trời luôn. Ngày hôm qua thứ bảy 51.000 người bệnh. Thôi ăn ở nhà cho rồi. Hơn 2 năm nay gán cử không có bệnh rồi. Giờ để đi tàu lao không đế cho mất công bị bệnh nữa. Còn phải không? Bút nhiều nhiều đây sao bút quá đi. Không dính thịt thà vậy nè. Thịt để gấp. Vô đây cũng phải gấp ra. Chấm ăn đi. Nợ con chó mà con thấy không? Nợ cho cháu nội yêu dấu. Cương dữ lắm. Kêu anh Liên quýnh nó lì không quýnh đâu, dễ gì. Ăn không con? Ăn cháu lòng không? Nè, ăn xôi đi, lại đây ngồi. Nè, lấy ghế ngồi ăn đi. Ở trong cục đó. Mới có đường thẳng rồi cho mẹ. Có đủ luôn rồi, lại múc ăn thử nè. Chén là thử đi. Sáng nó ăn đồ tây rồi, nó làm nãy đồ ăn cho con nó đẹp lắm.
bà đó. Con biết anh Liêm anh cưng chó phải không? Bữa nào Lan Lan quay phim con chó cũ á, cho bà con coi là ổng cưng sao rồi cái gì gì để cho bà con coi. Tới giờ nó mất 11 năm mà vẫn còn cưng nha, chứ không phải nó nãy giờ nó xin ông nội, nó đâu xin mình đâu, sống cho nó lưng trên anh nội với xã. Rồi mời bà con ăn xôi. Vô. À, sao bập. Cái gì ăn cái gì cũng lộn cô luôn, cô đi đút cho chó ăn. Trời ơi. Hả? Đó. Không ăn không? Ngon lắm bà con. Có đậu xanh nữa. Nó không biết ăn xôi đâu, đừng cho nó ăn. Thử. Thử không? Biết không? Không. Không ăn thôi. Không biết ăn không? Mời cả nhà ăn xôi. Xôi bắp. Bắp xôi. Xôi bắp đậu xanh nữa. Ngon lắm bà con. Xôi ngon lắm. Mà tại Lan no quá rồi, xôi ngon lắm. Anh để từ từ chiều chiều ăn. Ngon. Bắp ngon lắm. Hồi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Ngồi ở đây phong cảnh đẹp lắm bà con, trời mát mát nữa. Lại đây, lại đây đòi nội ẩm lên. Bò chạy nha. Ẩm nó lên chút em. Không ẩm không. Ngon quá rồi, tới đây Lan xin chào cả nhà. Bà con làm xôi bắp cũng thử gì đi, ngon. Rất là đơn giản mà dễ làm nữa. Còn cháo lòng của cô Nga cũng ngon lắm. Thôi Lan tới đây xin chào cả nhà buổi sáng nha. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh. Nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ giùm Lan. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye. Bye bye, chào cả nhà, bye bye.